Hương Giang dằn mặt anti-fan trước loạt đồn đoán sai sự thật, lý do bất ngờ liên quan đến Hòa Minzy. Mỹ nhân chuyển giới Hương Giang vừa có bài viết gây xôn xao cõi mạng, bất ngờ réo tên Hòa Minzy nhằm phân bua tin đồn sai sự thật về mối quan hệ của cả hai, dằn mặt anti-fan nhằm ngăn chặn những thông tin tiêu cực. Super Mentor của The New Mentor, Hoa hậu Hương Giang, thời gian gần đây là cái tên đang được khán giả đặc biệt quan tâm, dành nhiều sự chú ý và theo dõi sát sao trên khắp cõi mạng, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ khi đảm nhận vị trí Super Mentor tại show truyền hình thực tế gây bão thời gian qua. Hương Giang đã một lần nữa khẳng định được màu sắc đa dạng, tựa tắc kè hoa của mình trong làng giải trí. Theo đó, mỹ nhân chuyển giới đã khiến netizen không ngừng cảm thán khi trong nhiều năm lăn lộn trong showbiz thì Hương Giang dường như đã oanh tạc trong mọi lĩnh vực, nhất là ở mảng thời trang. Tuy xuất phát điểm là một ca sĩ, nhưng đến nay, việc tạo dựng thành công hàng loạt show truyền hình thực tế về hoa hậu, người mẫu đã khiến Hương Giang trở thành cái tên bảo chứng cho thành công của mọi chương trình mà có cô xuất hiện. Cùng nhờ sức hút của The New Mentor 2023 mà tên tuổi của Hương Giang trong năm nay đã được netizen vô cùng quan tâm. Mọi nhất cử nhất động của mỹ nhân chuyển giới đều được quan tâm và theo dõi sát sao. Là người có sức ảnh hưởng lớn nên việc có những tin đồn thất thiệt, thông tin tiêu cực bùa vây là điều không thể tránh khỏi đối với Hương Giang. Gần đây nhất là việc cô bị đồn cạch mặt với Hòa Minzy nghỉ chơi khi không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Mới đây, mỹ nhân chuyển giới cũng đã có động thái gây xôn xao khi dằn mặt anti-fan đáp trả tin đồn cạch mặt này. Cụ thể, tối 30 tháng 9, Hương Giang đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1991 chia sẻ lại khoảnh khắc trong quá khứ xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ Hòa Minzy. Cả hai thoải mái trêu ghẹo, cười đùa vui vẻ khi song ca một bài hát. Kèm theo đó, Hương Giang còn lên tiếng khẳng định mối quan hệ tình cảm với giọng ca sinh năm 1995. Cô cho biết Hòa Minzy vẫn là người chị em thân thiết của mình, chưa có nghỉ chơi nha, em gái người ta mà nghỉ chơi gì trời. Phía dưới phần bình luận, Hòa Minzy hài hước nhắn nhủ tới đàn chị. Rồi chung kết có mời em không, chứ cắt xê em lấy vừa thôi. Động thái này của Hương Giang và Hòa Minzy đã đập tan nghi vấn rạn nứt tình cảm trong thời gian vừa qua. Trước đó, Hương Giang được công chúng nhớ đến là thành viên thân thuộc có mối quan hệ mật thiết với hội bạn nghệ sĩ trong gia đình Hoa Dâm Bụt, gồm Hòa Minzy, Eric và Đức Phúc. Thường xuyên tương tác, đồng hành cùng nhau trong cả công việc và đời sống nên hội bạn này khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, dành những lời khen cho độ hợp cả này. Tuy nhiên thời gian gần đây, Hương Giang lại ít xuất hiện chung nên những lời đồn không hay đã xảy ra từ đây. Trước đó, Hòa Minzy cũng vướng vào ồn ào bị công kích là không bảo vệ Hương Giang khi đàn chị vướng drama mặc dù có mối quan hệ thân thiết. Ồn ào này từng khiến giọng ca rời bỏ phải lên cả truyền thông để giải thích. Cô cho biết bản thân và các thành viên Hoa Dâm Bụt vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Hương Giang. Tuy nhiên cô giữ im lặng vì không muốn làm sự việc trở nên xấu hơn. Thay vì lên tiếng bênh vực hay giải thích, Hòa Minzy chọn cách tâm sự, nhắn tin động viên đàn chị. Mọi người cứ thắc mắc tại sao lúc thành công thì có nhau, còn lúc hoạn nạn không thấy đâu, rồi nói Hòa bỏ rơi chị Giang này kia. Nhưng sự thật không phải thế đâu, bản thân Hòa là một người rất dễ gặp thị phi, nên khi Hòa lên tiếng một vấn đề gì thì phải suy nghĩ rất kỹ. Khi chị Giang xảy ra chuyện, nếu Hòa lên tiếng thì chưa chắc cách đó sẽ giúp ích cho câu chuyện của chị Giang, có thể nó còn khiến câu chuyện xấu đi. Nên Hòa nhắn tin, động viên, chia sẻ với chị thôi, tình cảm mọi người vẫn rất bình thường. Hòa Minzy giải thích, hiện tại động thái đăng hình cùng với Hòa Minzy của Hương Giang đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao. Bên cạnh đó, đây cũng được xem là một pha dằn mặt đến anti-fan của mỹ nhân chuyển giới, đáp trả nhẹ nhàng nhưng thâm sâu trước những lời đồn đoán sai sự thật.